chọn năm quản trị comment để lót ha. Chú không có ấy, cái này chú chỉ là người truyền tin chú về trên, thì có mình chú bây giờ bỏ điện thoại là nói vậy thôi chứ không có ban bệ gì hết, thì sau này á, mình mới tính. Còn này mình giao duyên tự nhiên, ai có duyên thì hiểu, không có duyên thì thôi, chứ không có gì phải sân si trên này nha quý vị. Từ bi mà đâu kẻ thù, chỉ giúp người thôi để mình biết, để mình có sự thay đổi. Tóm lại cái clip này chỉ là báo động những cái clip cũ, cập nhật những cái clip cũ là nước Việt sẽ có sự biến động rất là lớn, thời gian rất là ngắn, cho nên mọi người phải chuẩn bị tiền bạc, lương thực và tâm lý để mà vượt qua cái khó khăn kế tiếp. Mỗi ngày á, mình có cái thử thách, hết thử thách này đến thử thách nọ, thì cái thử thách kế tiếp này là cái cuối cùng để mà thay đổi vận mệnh.